Xin chào các bạn, mình là Đoàn Áp Zoom. Mình đang cầm trên tay chiếc Oppo R9 Plus MA. Chiếc máy này rất mới từ Oppo. Máy chạy chip Qualcomm. Oppo vừa mới ra mắt và máy xách tay bên Trung Quốc về nên chưa có tiếng Việt và chưa có cái dịch vụ của Google Play. Thì bên mình nhận cài tiếng Việt và cài Google Play cho chiếc máy này. Bây giờ mình sẽ đi tiến hành cài tiếng Việt. Ok, mình đã quay trở lại sau khi mình cài xong. Thì cái máy này mình Việt hóa rất là đầy đủ. Những cái phần mềm ứng dụng quan trọng nào quan trọng là mình Việt hóa hết. Đây là trong cài đặt này, mình cho bạn xem. Oppo R9 Plus MA. Cái máy này lúc khách lúc mình làm xong thì mình vội quá mình quên không quay cái phần Google Play. Nhưng mà cái máy này mình cài Google Play ok nhá. Đây, thư âm nhạc này, thư viện này. Gọi điện. Máy tính này. Gọi điện này. Danh bạ ok. Máy ảnh cũng ok luôn. Các bạn nào mà có nhu cầu cài tiếng Việt cho các dòng Oppo hay là các dòng điện thoại Android xách tay Trung Quốc thì có thể liên hệ với bên mình, search Đoàn Áp Zoom trên Google sẽ ra bên mình đầu tiên. Thì đây là Facebook của bên mình. Các bạn có thể like lại và liên hệ với bên mình. Xin chào các bạn.